Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2013, ngày 9 tháng 11 hàng năm được chọn là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Hưởng ứng ngày pháp luật năm nay, các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho mọi người dân, hướng tới mục tiêu sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Hội nghị tuyên truyền nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho đồng bào dân tộc thiểu số vừa được tổ chức thành công tại huyện Định Hóa. Tại đây, các báo cáo viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh đã giới thiệu các nội dung cơ bản của luật trợ giúp pháp lý, giải đáp những vướng mắc về pháp luật được người dân quan tâm. Sinh hoạt hàng ngày thường là có nhiều cái vướng mắc, có thể thắc mắc nhau về con gà, con vịt hoặc là nước nuôi ruộng đồng, hoa giải cái cả trường xóm mà không qua kinh nghiệm thì cũng có những cái là lúng túng. Được tập huấn thì lớp trợ giúp như thế này, chúng tôi có nhiều cái thuận lợi để trả lời bà con. Trong quá trình thực hiện thì khi vướng thì tôi đã giao chỉ đạo cho ban công tác mặt trận từ cơ sở xóm đến công tác tuyên truyền vận động thực hiện theo cái quy định của Đảng nhà nước, theo pháp luật của nhà nước để làm sao này các hộ bên gia đình nó hiểu và nắm rõ hơn. Hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng yếu thế, đặc thù, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Không chỉ truyền thông ngay từ ban đầu các cái nội dung, các quy định đối với người dân, mà còn theo sát người dân, theo sát chính quyền để giải quyết đến cùng những cái sự việc của người dân, những cái vướng mắc mà người dân đang vướng phải. Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 có chủ đề tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường công tác truyền thông, phản ứng chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của các cấp, các ngành, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh các hình thức truyền thống, các sở ngành, địa phương đã chú trọng đến việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với các hình thức đa dạng và phong phú. Không những và ngày 9 tháng 1 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam, các ngày khác trong năm thì đơn vị cũng đã đều xây dựng, ban hành những kế hoạch tích cực tăng tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua cái việc những phiên tòa lưu động với phiên tòa trực tiếp tại tòa, rồi thông qua các phiên hòa giải, rồi đối thoại hòa giải tại tòa án. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện hàng nghìn hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút hàng triệu lượt người dân tham gia, tổ chức hơn 200 cuộc thi tìm hiểu giáo dục pháp luật, thu hút trên 200.000 người tham gia, phát hành trên 500.000 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. Các cấp, các ngành, các địa phương cũng đã đẩy mạnh cái ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Và cái điểm nổi bật thì Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh cũng đang tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công cuộc thi pháp luật trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh và cũng đã thu hút được hơn 15.000 lượt người tham gia. Việc triển khai đa dạng, phong phú các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho mỗi người dân.